Mình giới thiệu với anh em một cái bá lan xài hơi. Con này thì hiệu Endo, con này là của Nhật, mới 95%. Con này tải trọng câu của nó là 490 kg. Con này xích của nó là xích 6 ly 3. Cái bề gáy đứng này là 19 mm. Con này thì nó xài hơi nên xài trong những cái xưởng, ví dụ như ra xe ô tô mình xài cũng được, còn không thì đúng cái chuyên dụng của nó là xài trong cái môi trường mà khí đốt dễ cháy nổ thì ta xài hơi, ta không xài motor thì đánh tiền lửa điện. Cái thứ hai nữa, con này thì dây xích của nó sẽ dài được 4 m. Ở đây áp của nó chạy thì con này là áp 6 kg. Ở đây bên đây thì mình đang cái ống này là ống hơi nè, ống hơi từ trong bên trong mà mình dẫn ra. Còn bên đây là cái remote của nó, đây cái remote của nó, đây chiều lên chiều xuống. Bên đây nó còn cái tem của nó thông dụng hướng dẫn sử dụng của nó bên đây. Cái thứ hai, nếu mà mình xài remote thì xài, còn mình không xài remote á thì ví dụ như mà mình câu đồ quá trời dài á, xa cao á, tại vì xích nó tới 4 m lận, thì mình có thể mình xài ở đây, mình có sợi dây mình treo đó, mình treo tùy mình. Ở đây thì mình giờ mình bấm cho anh em xem. Móc câu của nó là vẫn để chữ 490 kg. Móc này chưa có xài, tại vì con này gần như là chưa có sử dụng bao nhiêu, tại di chuyển về là dơ này kia thôi. Còn anh em nào có nhu cầu sử dụng thì mình liên hệ mình. Xin cảm ơn.